Cậu nói nhiều quá, tiêu diệt nó nhanh đi. Ok, ủa, nó trong kia quá là cái gì ạ? Ủa cái gì ạ? What the hell? Thế nào? Ok và hello và chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình nha. Mình là Mr. Vị đây các bạn ơi. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với cả một cái video mini world nữa của mình và Phong Cận TV nha. Hôm nay thì các bạn sẽ không thể nào thấy mặt mình, bởi vì các bạn nhìn ạ, góc nhìn đã khóa. Thực sự là mình rất là ghét cái việc mà mình phải chơi một cái mini game hay là những cái map nào mà nó bị khóa góc nhìn nha. Đơn giản là bởi vì chúng mình muốn quay video mà cũng không nhìn thấy mặt mình nữa. À, có cách nhìn thấy mặt mình đấy Phong. Mặt mình nè. Đấy. Ai, giờ đây, em nói anh nghe nè. Sao tự nhiên trong nhóm này con trai thằng nào cũng đẹp trai hết, có mỗi mình cái mặt em nhìn ngáo ngơ vậy? Thì ai bảo em xài cái skin mắt bự rồi em đi, em chê người ta là xây skin em xấu tào lao mà. Các bạn ơi, hôm nay thì mình và Phong Cận sẽ cùng nhau chơi một cái con map, nó có tên là Đại Chiến 12 Chòm Sao. Đó các bạn, và cái map này được xây gì đấy? Nhớ đăng ký cho các thành viên Hello Team nha. Trời ơi, bạn chủ map này bạn đi đúng là quan tâm luôn á. Bạn đi dã man luôn, chỗ fan chính của Hello Team nè. Bạn đi xây nguyên cho bọn mình nha các bạn. Mặc dù cái map này là chủ đề về 12 Chòm Sao nhưng lại đặt đủ 8 cái đầu của 8 thành viên Hello Team trong này các bạn ạ. Các bạn thấy có cưng không? Nhưng mà có một điều là bạn đi đã xây cái map này được một thời gian rồi, nhưng mà đến hôm nay mình mới quay, bởi vì mình đã có quá nhiều việc trong thời gian vừa rồi nên là hôm nay mình mới quyết định là sử dụng cái con map này. Và ID của bạn ý là 33221135 nha bạn. 33221, số ID ghen tị ông Phong. ID đẹp hơn của anh em mình luôn á. Ồ đẹp ghê đúng anh. Bây giờ chúng ta sẽ thử đọc cốt truyện nhá. Bạn này tên là bạn Gấu, Xuân Mai và Tường Vi chắc là hai bạn support này. Cốt truyện này rảnh không gì ấy, rảnh thì đọc không thì bỏ qua, what the hell. Ngày xưa trong một vương quốc của các vị thần, có một vị thần nghiên cứu một cánh cổng hạnh phúc đậu xanh, sao lại một cách nơi chỉ có niềm vui. Trong quá trình nghiên cứu thì ông đã vô tình sai sót cho nhầm loại hóa chất cấm khiến cho cánh cổng bị đảo ngược. Ê Phong ơi, sao cái hình ảnh ông chúa giống mấy hình ảnh meme mà người ta hay đăng trên mạng các bạn đó, và đã làm ra một cái khe hở nơi địa ngục khiến cho quái vật tràn lan lên trần gian. Bạn là một trong 12 chòm sao và bạn có nhiệm vụ bảo vệ giải ngân hà. Và hãy nhận nhiệm vụ từ những người dân, bạn sẽ chiến thắng và trở thành chòm sao mạnh nhất giải ngân hà. Wow, bây giờ anh thử hỏi nè, chòm sao Phong Cận là chòm sao gì? À sao gì hả, em không biết nữa, nhưng mà em nghe Sammy bảo em là sao sông ngư hay sao á. Thôi được rồi, cho bây giờ cho Phong Cận là sao tùm lum đi, rồi ông thích chòm sao là ông chọn chòm sao đấy. Còn Mr. Beat nha, cái động xanh. Ok, cũng được, để em chọn coi sao sư tử nè, sư tử là vua Sơn Lâm nè, gây. Ok, và mình sẽ chọn sao sông ngư, còn Phong Cận sẽ chọn sao sư tử nha, mặc dù chả biết là Phong Cận phải sư tử không nữa. Đó, Phong Cận là chọn sao Bình Dương. Sao sư tử, có okay. Được cánh tay của sư tử. Anh thì lại có được quả bong bóng, đậu xanh. Ok các bạn ơi, bây giờ chúng mình sẽ cùng Phong Cận nha, đi khám phá những cái bản đồ ở trong này. Ở trong này chúng ta thấy có một cái tầng hầm trú ẩn của người dân thành phố, và nhiệm vụ của mình sẽ phải gặp người dân trước nên mình sẽ đi tìm dân trước. Này, sao ông già lụng cụm vậy? Ui, ông này là ông thị trưởng nè anh. Ông này ông thị trưởng, ông cho mình nhiệm vụ nè. Bạn hãy giúp tôi giết những con quái vật ở trên kia với. Được thôi, ok. Không cái mông ấy tào lao, anh lỡ bắn một mũi tên vào mông ông thị trưởng rồi là sao rồi? Ok, rồi chúng ta sẽ quay trở lại nha. Ở đây nó có ghi một cái bảng là không phận sự miễn vào, đậu xanh, chuyên nghiệp vãi chuối. Rồi, bây giờ mình sẽ lên trên này nha bạn. Ở bên này mình đang thấy có một cái thành phố bị phá hủy bởi những con quái vật, và mình và Phong Cận sẽ phải tiêu diệt hết những con quái vật này. Yo, hey, cố lên Phong ơi, tiêu diệt những con quái vật đi. Anh ơi, sao mà em từ qua con quái vật chưa đánh em cái nào mà anh bắn em sắp chết rồi đó anh Dịch. Em ăn máu lên, đó, ăn máu lên, đó, anh cũng ăn máu nè, đó, nhưng mà anh tự em bắn mình cũng gần chết rồi. Em ăn cái nào rồi cái đó dính vô em hey. Lại nè, đó, lại chung hey. dính em. Sao dính quay ấy? Phong Cận như kiểu là gắn 5 châm ở mông các bạn. Ok, bây giờ chúng mình sẽ phải tiêu diệt hết những con quái vật này, chúng mình bảo vệ thành phố nha bạn. Cái gì? Mất tiêu diệt, để giết Phong Cận. Ở đâu có đâu, Phong Cận tự bắn đứt mình nữa. Thôi em tự lấy vũ khí khác, vũ khí này nguy hiểm quá. Ôi như có một vũ cạnh. Anh tự giết mình luôn rồi. Đâu lấy vũ khí khác anh ơi, mình thử mấy cái vũ khí của chòm sao khác cái vũ khí. Không được. Mình phải lấy vũ khí của mình để mình trở thành chòm sao mạnh nhất chứ. Không, còn em không biết sao em là sao gì cho nên em lấy đại. Ok, bây giờ mình sẽ thử lấy luôn vũ khí của các chòm sao khác xem như là, xem chòm sao là có vũ khí mạnh nhất nha. Các bạn nhớ nha, đừng quên nha, Mr. Vịt là chòm sao sông ngư nha bạn. Đó, mình sẽ lấy hết tất cả những chòm sao khác để xem vũ khí nào mạnh nhất. Đấy. Dạ. Nghe. Em có cái chòm sao nhìn y hệt như thủy thủ mặt trăng nè anh. Gì chòm sao, gì sao thủy thủ mặt trăng quá lô. Nè, coi nè. Ok rồi, bây giờ anh, ok. Ui, chòm sao là có gậy đẹp nhá. Ok, bây giờ mình sẽ thử test một cái vũ khí của các chòm sao khác nha. Sao này là chòm sao gì đây? Sao sử nữ. What the fuck? Trời. Anh bắn nguyên một mạng ơi. Dịch phá hoại rồi. Đậu xanh, chòm sao gì ghê á?
mấy trong sao này đều bắn ra tên lửa nha bạn, đều bắn tên lửa. Ui từ từ mình sẽ thử bắn bắn tên lửa lên đây coi. Hey. Phá hủy map ta luôn rồi. Ghê vậy? Ok bạn, bây giờ chúng ta đang thấy có chòm sao này, sao gì đây? Sao này là sao nhân mã này, là chúng ta có thể bắn ra quả trái cháy nổ mà nó không gây tổn thương map. Ok, Phao đừng bắn nữa. Ủa ơi, vậy đố cột là anh đang cứu map hay là anh đang phá map vậy? Anh đang cứu map em thôi, nhưng mà tốt nhất mình thử cái vũ khí nào nó thiệt lành với cả map đi, đừng phá map người ta nữa. Đây nè, cái con quái vật cuối cùng nó kêu rất là một cái khóa này, anh thấy rồi nè. Wow, tức là mình đang có một cái khóa của tổ chức bí mật. Ủa tính ra là chúng mình có thể phá block luôn để chúng mình đục hầm các bạn ạ. Map này các bạn nên làm hơi phê một tí. Ok. Tính ra là anh lấy cây súng anh bắn cái bởi luôn cái thành đó là em anh vô được luôn. Thôi mình phải chơi theo cốt truyện chứ. Tổ chức ngầm không phận sự miễn vào. Ok. Đây, đừng phóng tên lửa trong phòng này nha, nó chết đó. Ở trên mặt đất có chỗ phóng tên lửa. Wow. Có quả tên lửa nè. Bên này thì có bình dầu nè. Ok, và bây giờ mình sẽ lấy bình dầu này và quả tên lửa để mình lên mình phóng ở trên này nha. Nãy anh thấy có một cái bệ phóng trên này Phong ơi. Lên đây, lên đây. Dẫn ta. Ok. Chúng ta sẽ đặt tên lửa ra đây, mặc dù mình cũng đã bắn nát bốn cái chỗ để đặt tên lửa rồi. Ok các bạn, sao chúng ta cứ đặt theo đúng quy cách đi. Hey. Rồi. Yo. Đổ đây nè. Anh lên trước nha, Phong lên sau nha. Cho em nữa chứ. Rồi, em chưa lấy dầu rồi, cho em xin ít dầu vậy. Ít dầu à? Này cầm lấy nè. Rồi, ok, bây giờ Phong đi theo anh nha. Hey. Và chúng ta cùng đến với cả hành tinh. Ủa, hành tinh Horat, sao bắt mình lên Horat trời, mình chơi được vài ván trời. Chắc là lên đó để giết con tượng cổ anh. Gặp con đó là hai anh em chết chắc rồi. Gặp con đó là thôi nó bắp đít anh mình chết chắc luôn đó. Nhưng mà không sao, chúng mình đã có những vũ khí tối tân nhất mà. Và quan trọng là chúng mình làm sao để đánh được nó thôi. Nhưng mà mình nghĩ rằng bạn thì sẽ không bắt mình đánh tượng cổ đâu. Lên rồi. Ok, mình đã đến với hành tinh Horat rồi các bạn ơi. Ui, Phong ơi, trên này có công trình, có công trình. Trời ơi, vậy đó, em bay lộn qua hành tinh thôi nát rồi. Chạy. Quay đi em bay về lại. Bay lại coi. Về lại. Người ta chơi hôm qua Horat hôm qua hành tinh Horat chi trời. Đó, bên mình đang đáp xuống nè. Đấy. Xuống nào. Whee. Mình không dám nhảy xuống bạn. Ôi, quậy. Ôi. Từ đây. Ok, bình hành tinh này có bình oxy à? Ok, đây từ mình phải đeo bình oxy đã không mình tắt thở mất. Ok, mình đã đeo bình oxy rồi nè. Hey. Whee. Rồi, ok, mình đã lên trên này các bạn rồi. Mình sẽ không sợ mắm bắt cua đâu bởi vì mình đã có Cindy. Hui. Anh ơi, tính ra cái bắt cua này nó bay chậm, anh có thể dùng skin thường được mà. Ê, tính ra là một người bình thường mà lên mặt trăng á sẽ có được độ nhảy cao của Cindy. Mà nếu như có Cindy level 1 thì tức là sẽ nhảy cao gấp đôi. Mà anh đang có Cindy level 2 được nhảy được 2 lần. Hey, hey, cao vãi chuối luôn anh em. Đấy. Mình quá là dễ luôn. Đấy, bạn nào có Cindy thì có thể tự tin với con màn này nha. Mình có Cindy nên mình rất là tự tin. Ủa sao cho này nhốt mấy con quái vật này. Ồ. Cho này nó nhốt con quái vật này. Gì vậy? Em rơi sử dụng nham rồi. Coi chừng chết á. Trời ơi mấy cái này nguy hiểm lắm, chết là mình không hồi sinh nữa đâu. Cái này mình hơi ăn chơi gian lận một tí các bạn, nhưng mà không sao. Quan trọng là mấy cái nhảy này dễ mà mình vượt qua được. Anh cạnh vừa nói xong cái đó là mới đít mình luôn. Hey. Lên đây Phong ơi. Rồi ok, bây giờ mình đang có thấy một cái laser ở đây, mình sẽ nhảy qua luôn. Đấy, nhảy qua cái laser này luôn. Đấy. Ở trên này có một cái cánh cổng và chúng ta sẽ đi qua cái cổng đấy nha. Ủa cái laser là cái gì anh? Ủa Phong ơi, em được dịch chuyển đến căn phòng bí mật à? Phong vào đây, vào đây. Wow. Đó luôn á. Bên này sẽ có một cái bảng là nói chuyện hả? Ta là tiên tri giải ngân hà, siêu cute đáng yêu đây. Phong ơi, phát hiện ra con Dango là tiên tri. Phải rồi. Đừng coi thường ta chứ, ta giận đó. Cạnh. Ok. Ôi, anh nhắc khen thường, cậu nó biết con. Ngươi mau tìm cần gạt để vượt qua thử thách này, ta sẽ đợi ngươi thử thách tiếp theo. Tìm cần gạt à? Tức là trong những cái dương này sẽ có cần gạt. Trong mấy cái ngách này khả năng cao là có dương đồ đấy anh em. Đó, đây, thế rồi. Đây. Hóa ra là bạn đi giấu bên trong cái ngách này. Đây chìa khóa này. Đó. Rồi, ok, gắn lên đây nào. Qua. Bây giờ chúng ta sẽ phải đi tìm chìa khóa ở trong cái bản đồ này. Chỗ này là parkour qua mấy cái dung nham này sợ vãi chuối. Cái chìa khóa. Bên này có gì ấy? Bên này có một cái bên này có cái bản đồ này Phong ơi. Và nếu như mà xét theo cái bước nhảy, bên này là núi lava này thì một cái chấm đỏ này sẽ là chấm đỏ này ở góc phòng này, ở đâu Phong? Ôi! Ăn bánh mì vô anh, nhanh lên. Trời ơi, nó cháy đít lên rồi. Cố lên các bạn, chúng ta không thể nào thử thành con vịt luộc cả con đây được. Nếu mà theo đúng thì nó ở góc phòng bên này. Ôi, Phong ơi, anh chui xuống đây nè. Ủa sao anh chui xuống đó được vậy? Bên góc phòng này có một cái để chúng ta chui xuống. Đồ xanh, chết tươi rồi. Ok, ở đây mình đã lụm được cái chìa khóa rồi anh em. Đã có chìa khóa, ok. Và chúng ta đã vượt qua được cái thử thách thứ hai này. Và đây chúng ta sẽ đặt ra một cái bảng để chúng ta đặt ra chìa khóa để tông một cửa nha. Rồi, ok. Rồi, tính ra là có bánh chúc mừng sinh. Cái gì? Có bẫy. Cái gì? Có bẫy hả? Có bẫy anh ơi. Mấy cái thảm này chính là bẫy anh em ơi. Coi chừng, từ từ mình phải giữ nút ship mình đi cẩn thận, không mình nó đè mình chắc mình chết.
căn phòng này thực sự rất là khó hiểu bạn ạ. Có nhiều cái ô ở dưới này và thực sự có lẽ là mình phải test hết nó thì mình biết là mình ở chỗ nào. Ok Phong bạn ơi, em ấn lưu điểm hồi sinh đi và anh và em sẽ phải test hết căn phòng này. Mình nghĩ rằng là ở quanh đây vẫn sẽ có một cái chỗ nào đó để giúp chúng ta lấy được cái chìa khóa ở góc nào ta. Ôi Phong ơi, anh được lọt xuống một cái hố ở đâu rồi? Ôi có cái nước này. Ôi, em cũng được xuống nè. Ô đây lên lên coi. Lên không được, kẹt đây. Ui ok, hóa ra là cái rương nó giấu ở một cái ô ở dưới này Phong ạ. Ở ô dưới này là có một cái ô bằng đá chứ không phải bằng thảm. Đúng là cú lừa luôn anh em. Ok, qua luôn. Rồi, chúng ta qua đến màn cuối cùng rồi. Lưu điểm hồi sinh là ô cái gì? Ôi anh nghe tiếng gì không? Có một cánh cổng di chuyển. Hey. Ô. Gì đã sắp nổ. Mình đã di chuyển qua một chỗ mới rồi. Ngươi đến muộn quá. Nó trông ghê quá, tôi thấy bình thường mà. Cậu nói nhiều quá tiêu diệt nó nhanh đi. Ok, ủa nó trông ghê quá là cái gì ạ? Ủa cái gì ạ? Cái gì đó nó. What the hell? Thế nào? Mày nhìn ghê quá. Dạ nó vậy, chết đi. Trời nó bu vô mặt em vậy đây. Phong ơi, xem bắn mà. Ôi, nó dính vào đầu anh Phong ơi. Nó bu vô mặt em nè, ghê quá à. Mất cái map này mình lại nhớ đến cái map như của Phong Cận cũng làm một cái map bào nhện toàn bu vào đầu sao? Đúng rồi, ai nó bu vô mặt em nè. Trời ơi. Gớm ơi, từ. Hey, hey. Tuyệt chiêu của cung song ngữ. Hey, hey, bắn mày chết con. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Ô anh bắn chết Phong Cận ơi. Trời ơi, trời kìa, bắn em chết chết. Đâu chờ anh bắn nó mà rồi double kill luôn. Hey, 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 hey. Bắn nó mà giết em luôn rồi. Giết mấy con nhện đi, giết mấy con nhện đi các bạn. Đậu xanh nhỉ? Mạnh. Ủa. Ôi, được rồi, anh được rồi. Em lấy được gừng gà, được rồi. Lắp. Ok. Rồi chúng mình lại qua này. Đậu xanh nó sợ vãi chuối luôn anh em. Qua tiếp. Hey. Chúng ta lại đến cổng dịch chuyển tiếp theo. Ồ, ở đây nhiều người quá. Gì anh? Thấy hết vậy? Vườn hoa thiên giới. Chào mừng đến với hoa thiên giới. Đại diện cho bốn nguyên tố lửa, đất, nước, khí. Ta là thần lửa. Ngươi có thể giúp ta tiêu diệt tay sai của quỷ ác thần chứ? Cảm ơn ngươi rất nhiều. Định mệnh đã sắp đặt ngươi trở thành chiến binh mạnh nhất. Ồ. Ok. Vậy là em không được đi. Em không được chọn cho nên em bị dịch chuyển ở cái chỗ rồi đó, không thấy ai hết vậy ơi. Ủa sao không được chọn là sao? Có nghĩa là anh là người được chọn là chiến binh mạnh nhất cho nên anh phải để người đi tiêu diệt tiếp, còn em bị kẹt ở đâu rồi? Chết rồi Phong ơi, từ nãy giờ anh và anh bắn chết toàn người dân rồi. Người ta bắn dân, anh bắn chết dân. Anh bắn chết dân rồi, trời. Đậu xanh. Ủa? Em hình như em dịch chuyển lộn hay sao á? Bởi vì anh vẫn dịch chuyển được mà. Không, ý ở đây á là chỉ có một người được chọn thôi và anh là người được chọn đó. Ủa anh tức là mình là người được chọn các bạn ơi. Mình là người đẹp trai nhất, phong độ nhất, khoái to nhất. Từ nãy giờ hình như là ông thần lửa lại ông ấy chọn sai người hay sao Phong ạ? Anh qua đây bắn quái vật tí mình giết dần nhiều. Anh ơi, làm ơn thắng lẹ anh ơi, giờ em bị nhốt chỗ nào đó tới thui anh ơi. Yên tâm em, anh sẽ trở thành trong sao song ngư mạnh nhất và anh sẽ cứu cả em nữa rất là mày em ơi, con quái vật này. Hey, mình sẽ giết chúng nó để chúng ta bảo vệ cho người dân và bảo vệ cho Phong Cận, mặc dù mình bắn chết hết một nửa số dân rồi. Đậu xanh. Thôi nhưng mà còn ai thì cứu người đấy thôi. Ấy, sắp tiêu diệt được rồi, hai con nữa rồi. Tính ra là mấy con quái vật nó chỉ bắt nhốt dân làng thôi, còn dịch là giết luôn. Ờ đúng rồi, tính ra nó chỉ bắt nhốt thôi mà mình giết luôn rồi. Ok, và bây giờ mình sẽ đặt tính tấm áp lực này ra đây. Ấy, ok, và chúng ta có thể vượt qua được cái cánh cổng này rồi. Và bây giờ chúng ta đến với nhiệm vụ tiếp theo. Đó, let's go, lưu điểm hồi sinh đã cho chắc. Rồi, qua nè. Chúng ta đến một cái thế giới ngầm các ơi. Ủa, có căn nhà này. Hey, gì đây? Xin chào, ta lại là nhà tiên tri siêu cute đây. Nhà tiên tri siêu cute. Tiếp theo, ngươi hãy đánh bại ác thần và quay lại nhà chìa khóa nhé. Wow, tức là trong màn này mình phải đánh bại một con quái vật nó tên là ác thần các bạn ạ. Ác thần là con nào ta? Trong số này mình thấy rất... trong số này thì rất là nhiều quái các bạn. Nhưng mà ở đây chúng ta đang thấy có một cái con khủng long rất là bự. Con khủng long ở góc kia kìa. Mình thử tiêu diệt con nhện to xem nó có gì không. Hey. Ồ, con nhện to không có gì. Chắc là con ác thần là con khủng long kia bạn ơi. Và chúng ta không thể nào mà solo hết từng này được. Nên mình sẽ lấy cung mình bắn từ xa. Giết khủng long đủ bạn, giết khủng long rồi. Hey, và chết đi khủng long. Ác thần. Mày, chết đi. Ôi, ác thần chết rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng ngựa xương để đến chỗ ác thần nha. Hy vọng nó là ác thần chứ còn nó là con khác chắc mình chết quá. Quên lên. Ui, có cân gạt, Lấy, ui, ok, mình tìm chìa khóa này. Leo. Mấy con mù nhìn vô dụng này. Không bảo vệ được chủ nhân của chúng mày ạ. Không bảo vệ được chủ nhân ạ. Này, chết đi con. Chết đi. Woo. Từ, mình thử lượn qua đây xem có gì không. Bên này có gì không ta? Ấy, dạ. Ôi, bên này không có gì. Con này chứ khủng long đã được lấy rồi. Ui, mình bị nó bắt rồi. Đậu xanh bị con nào bắt rồi? Mày bắt tao. Chạy bạn. Nguy hiểm vãi chuối. Đóng cái cửa lại cho an toàn. Rồi, ok. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào. Ui, mình đóng cửa rồi mà nó vẫn chó được mình đấy các bạn. Đóng cửa rồi nhưng vẫn chó được mình. Hey, nhảy qua đây. Đấy. Hết bắt tao luôn. Ôi,
bên đây có một cái cánh cửa, mình nghĩ sẽ cần gạt này ở đây. Mở cửa. Wow, vậy là mình đã chiến thắng các bạn ơi, và mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi. Ồ, ôi, mình finish rồi các bạn ơi. Ở chung quanh này toàn là đầu của những nhân vật của Hero Team nha. Ui, nhiều vãi chuối kia, những ngôi sao chiến thắng kia các bạn. Ồ, ok, mình sẽ ăn sao nha, và mình đã kết thúc rồi. Ok các bạn ơi, cuối cùng chúng ta đã chiến thắng và đã trở thành chòm sao mạnh nhất, chính là chòm sao song ngư của Mr. Vịt nha. Và nếu như bạn thích video này, nhớ cho mình một like, một subscribe cũng như là chia sẻ video lên trên Facebook để ủng hộ mình nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Cảm ơn bạn chủ map đã làm ra mắt 12 chòm sao và có hình đầu Hero Team nha. Bye bye. Whee!